Người đàn bà có cây cà lem sicula. 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 Còn 13. Ngoài hát một số nghe chơi ngoài. Búp bê cho Mia của làm em. Không, vô liền. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này xinh quá. Búp bê này là xinh quá. Búp bê này là tóc vàng. Búp bê này là tóc vàng. Búp bê chào miau. Con số sao. Mình có rapper ở đây, mình rap một đoạn đi. Ricky ơi. Có nhiệt nhạc không? Chưa có nghe em hát live lần nào luôn á. Ok, cái này cái gì? Cờ cờ kiếm. Cá cờ kiếm, Ricky và chú Hưng đang nấu cá cờ kiếm. Món ăn thơm ngon đó là thứ tìm kiếm. Hôm nay ở đây đó là biển Cần Giờ. Anh nơi đây quen ở Cần Thơ. Nhưng mà khi nơi đây nấu ăn thì phải Cần Thơ. Nếu mà khó thở thì tụi mình phải cần thở. Nếu mà khi mà mình có món ăn rồi thì mình phải bày biện. Bởi vì mình không muốn kéo dài chuyện. Bởi vì mình trong bụng còn đang đói. Bởi vì MC nơi đây còn đang nói. Bởi vì anh máy quay vẫn còn đang quay. Bởi vì em rap nơi đây vẫn còn đang bay. Rồi sau đó lấy ra mình ăn uống. Bởi vì thứ đó là mình ham muốn. Ôi xuất sắc, xuất sắc. Thầy nắng con. Trong vòng thử thách như vậy là quá xuất sắc với đội tôi. Em học giỏi văn lắm luôn hả? Dạ không, em thi lại văn. Chơi kỳ lớp 12 mà ba lần, 3 năm. Nó kỳ vậy ngoại. Đâu, ngày xưa là ngoài yêu trò, yêu thầy. Yêu thầy cô, yêu mái trường. Ừ, đúng rồi. Không nợ rồi giàu tình cảm. Dạ, giàu tình cảm. Cho nên bây giờ thấy ông dù ngoại già rồi mà ngoại vẫn có tình cảm. Dạ, ngoại bây giờ mình muốn thử thách không? Hôm nay mình có Phương Mỹ Chi nè. Ngoại ráp đi. Không, không hay đâu. Bây giờ con hát mày dân ca mà con hát về loại cá đi con. Bài dân ca mà. Dân ca mà về cá có bài nào không? Ra, không có bia ra. Hôm nay con về thăm Cần Giờ. Về đây mua cá vua biển có cá ngừ ngon, còn kho với trái ớt chuông, kho với trái khóm thơm lừng, thiệt là ngon ghê, ngoại à ngon ghê. Trời ơi, hay quá. Món cá chúng tôi đã xong. Wow, rồi cái này dành chỉ trang với là bánh canh mẹ anh thôi hả anh? Ừ. Ủa. Sao mà rắc tí này vô nữa? Ủa, xíu lên tô con. Lên tô. Đúng rồi, dạ. Wow. Sao mà rắc chanh, con sắc cho mấy miếng chanh sẵn đi cho thôi miếng chanh. Ngoại ơi. Gì? Mình nấu vậy có cay quá ngoài. Không cay. Cái ớt để cho nó tăng cái vị giác. À. Và nó mùi cá nó sẽ thơm hơn tại vì con chưa ăn đúng không? Tí nữa nó sôi đi nêm cho con coi. Mọi người thân mến, nghe nãy giờ chưa đã, thật sự chưa đã. Một show ca nhạc mà chỉ có 2-3 bài gì nó quá ngắn ngủi. Dạ, yeah. Bây giờ mình đang ở biển mọi người. Bên đây thêm thử thách đi. Rồi, đại ca ơi, cho thêm một bài về gió đi. Gió hả? Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải nói. Trời ơi, sao em quá. Đâu phải là chiều, mà nhuộm anh đến tiếp. Okay. Một bụng trong này luôn. Cái gì cũng gió làm được thì thầm. Đó, hồi xưa mê bài này. Gió muốn nói điều gì tha thiết. Rồi, bên này có gió rồi, bên này có cát đi. Dạ, cát đi em. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bò tràn theo từng làn gió đưa. Hay đẹp đúng không? Biển xanh cát trắng. Wow. Sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Trời ơi, muốn xỉu, má ơi, nó còn ngọt hơn gia vị nữa. Sao mà giỏi quá vậy nè. Thế Thiên, bà Lộ Lộ thử thách nha. Thử thách gì vậy? Nghe chính của con là gì? Kêu Lô Tô. Anh ngay bà luôn. Rồi, bài hát quay thuộc của em. Hôm nay đi dưới vua biển, cái bài hát về cá mọi người nha. Ừ. Cá lóc, cá chép, cá chép, cá bông, cá lầm tông, xeo. Cá bông, cá một, cá su hỏng, xeo. Tới mùng 2, xeo. Nhào vô bà con, tắt cục tí lên từ Sài Gòn. 15 đồng mua, hơn một thúng cá, xeo bù liền về làm. 28 Thôi, em thư số rồi, hai đồng còn lại có kêu được không? Ngồi quán uống ly cà phê. Nghe gió tiếng xe đôi về đúng. Hết hồn con số 4. Bông đẹp. Bông đẹp. Bông đẹp. Bông đẹp. Xuất sắc. Chi? Tới em. Người đàn bà có cây cà lem sicula. 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 Còn 13.
số nghe chơi ngoại. Búp bê Jamia của làm em. Không, vô liền, búp bê, búp bê này là xinh đẹp. Búp bê, búp bê này là xinh đẹp. Búp bê, búp bê này xinh quá. Búp bê, búp bê này là xinh quá. Búp bê, búp bê này là tóc vàng. Búp bê, búp bê này là tóc vàng. Búp bê, búp bê chào mi ao. Con số sao.